Nhạc Việt xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm xem lơ trên đàn Road 2. Phần đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn làm xem lơ trên máy vi tính và tôi sẽ giới thiệu với các bạn một phần mềm làm xem lơ đó chính là away Studio. À, như các bạn thấy trên màn hình ở đây, đây chính là cái logo của à, chương trình làm xem lơ. Các bạn tải phần mềm này. Sau khi các bạn đã cài đặt xong rồi, chúng ta bắt đầu mở chương trình này lên. Và phần cái bên đó thì các bạn cần chuẩn bị cho mình chính là những mẫu phải quay để làm xem Ở đây tôi sẽ lấy ví dụ chính là mẫu phải quay Saku 2 chi. Tôi sẽ mở lên cho các bạn thấy nha. Đây mẫu phai quay Saku 2 chi. À, số lượng phai quay này các bạn tùy thuộc vào các bạn muốn thu nhiều âm hay là ít âm. À, các bạn muốn làm cho nó là một tiếng nó có nhiều multi nhiều lớp hay không là mình tùy theo mình mỗi các bạn muốn làm như thế nào. là đây. Do trên đàn ROT 2 không cho chúng ta làm trực tiếp xem lơ thì các bạn sẽ làm gián tiếp nó qua trên máy vi tính. Rồi. Và ở đây tôi sẽ lấy ví dụ cho các bạn nha. Tôi sẽ làm một mẫu fileway quay thôi. Cho nó đỡ tốn thời gian. Rồi đầu tiên tôi sẽ kéo một cái file quay bất kỳ mà mình muốn làm vào qua bên phần mềm này. Rồi ở đây như các bạn thấy đó. Tôi đã kéo file mẫu file quay này. Và các bạn nghe thử nó. Rồi các bạn nghe ha, đây chính là mẫu phai quay của các bạn Rồi Tiếp đến mình cần làm đó chính là mình chỉnh sửa phai quay này sao cho đúng với uh, note của mình thu Ở đây tôi thu cái mẫu phai quay này đã ở note r 4 Hiện tại trên màn hình các bạn thấy đó, ở đây nó hiện thị là note C4 Rồi Mình cần phải chỉnh sửa lại cho đúng Các bạn lấy đúp chuột vào Ở dòng neuro này, ở đây là Root Key Các bạn chọn cho nó về note r 4 Việc này rất là quan trọng khi các bạn làm đúng như vậy thì các bạn đánh note trên phím đàn của mình À, thì nó sẽ gây ra chính xác còn nếu các bạn mà làm sai nốt sai rút khay này á, thì các bạn đánh nó nó sẽ bị lệch lệch rất là khó chịu và tiếp đến những thông số này giống như là volume z này có có tăng lên hay không thì các bạn để nguyên tùy theo các bạn nha nếu mẫu file quay đó nhỏ quá hoặc là lớn quá như thế nào thì mình sẽ cộng trừ còn ở đây chế độ mình làm chính là 16 bit bcm nha các bạn rồi ngoài việc thay đổi rút khay ra tôi sẽ không làm gì khác rồi các bạn bấm ok và tiếp đến các bạn cần làm đó chính là mẫu file quay của chúng ta à, mình có cần làm cho nó là có dòng lập không có lút hay không ừ, có nghĩa là các bạn muốn làm cho nó là có cái đuôi kéo dài để đằng sau hay không thì tùy theo mỗi loại tiếng mà các bạn muốn làm có hay làm không nhưng với tôi đang làm ví dụ trên mẫu 6 sakuhachi thì tôi sẽ làm cho nó có thêm cái phần đuôi thì các bạn sẽ lít đúp vào trong cái mẫu phay quay này các bạn bấm qua thẻ lút ở đây rồi tiếp đến các bạn chọn vào enable ở đây cho mình hai chế độ cái chế độ đầu tiên thì các bạn muốn tự làm như nào đó thì mình tự tìm cái đoạn bắt đầu đoạn kết thúc bao nhiêu á thì mình tự kéo còn nếu mà các bạn nào muốn để cho máy làm luôn thì các bạn chọn vào file load này thì chương trình này nó sẽ tự tìm kiếm và nó sẽ tự làm việc cho bạn luôn ở đây tôi sẽ để cho nó tự tìm kiếm còn những thông số này mờ dần hay tăng dần cắt như thế nào đó thì tôi để giữ nguyên để cho nó tự làm sau đó mình chọn finish các bạn đợi nó trong ít giây thì nó sẽ làm cho các bạn xong rồi sau khi làm xong rồi ở đây các bạn thấy đó đồ thị nó đã thay đổi rồi rồi làm xong thì các bạn bấm ok ở trên màn hình chúng ta ở chỗ phần lút này nó ghi chữ forward FWD đó là làm xong rồi. rồi bước tiếp theo các bạn cần làm đó chính là gom những cái mẫu file quay này thành một cái tiếng thì thì nó có hai cách một là các bạn tự làm mình gắn vô từng file cách thứ hai là các bạn để cho máy làm luôn ở đây hai tôi chỉ lấy ví dụ một file quay thì các bạn chọn một thôi còn nếu các bạn chọn nhiều mẫu file quay khác nhau á thì mình sẽ kéo nó qua mình sẽ kéo nó hai tiếng này sau đó mình bấm vào cái phần thanh công cụ tool thì nó sẽ tự làm ở đây tôi sẽ làm một mẫu thôi một tiếng này tôi sẽ làm tiếng sakuhachi luôn một tiếng vuốt thôi rồi để làm đó như sau các bạn bấm chọn vào tool Các bạn chọn vào create instrument visual Các bạn chọn vào đây Rồi các bạn đặt tên nhạc cụ nó các bạn lưu ý ha Mình để dấu này mặc định nữa mình, Nếu mình làm tiếng sampler thì mình chọn dòng trên Nếu các bạn làm sampler của drum kit thì mình chọn dòng dưới Thông số này chúng ta không cần thay đổi gì hết Ở đây là đặt tên của nhạc cụ Mình đặt tên Saku chi hay gì đó còn nếu mà các bạn muốn làm tay thì các bạn sẽ bấm vào đây, bấm nét tiếp tục. ha thì các bạn sẽ truyền cho những mẫu sampler của các bạn bạn làm nốt nào thì mình để để vào mẫu đó thì mình có thể tùy chỉnh bằng tay hết rồi sau đó các bạn bấm ok nếu các bạn tự làm còn nếu mà các bạn nào mà muốn để cho máy tự làm luôn á thì các bạn làm tương tự như vậy đây rỉa đến chưa mình các bạn đặt tên nhạc cụ ha ở đây tôi sẽ đặt tên nó là Sakuhachi đi rồi ở đây các bạn thấy file Sakuhachi ha đây chính là tên của nhạc cụ À, nếu mà các bạn để cho máy tự làm thì các bạn bấm vô auto react region đây ha Bằng nhấn vô tích vào rồi các bạn bấm finish rồi ở đây chúng ta sẽ có một rồi tên xá chính là sakuhachi rồi bước tiếp theo các bạn cần làm đó chính là mình xuất cái uh, tiếng xâm lơ sakuhachi này ra mình để mình đưa vào thẻ nhớ đang mình load vào đàn thì việc xuất ra các bạn sẽ làm như sau các bạn chọn vào đây sau đó các bạn chọn vào file các bạn chọn dòng C collection A các bạn lưu ý mình chọn dòng này nha rồi ở đây mình sẽ làm mình có thể mình chọn vị trí mình lưu ở đây tôi sẽ chọn desktop cho các bạn dễ thấy và tôi đặt tên nó là saku hai chi luôn rồi saku hai chi và tiếp đến dòng này rất là quan trọng ca step ở này tôi tôi sẽ chọn cho nó là cái dòng ksc m 3 script file À, tại sao? tại vì trên đàn CROSS 2 thì nó cái phần là này cái sơ đồ map của nó thì nó giống với phần cọt M3 theo như hãng cung cấp à, và các bạn chỉ chọn cho nó thì nó mới hoạt động trên đàn Rod 2 thôi còn nếu mà các bạn chọn trên các định dạng khác hay gì đó thì nó sẽ không hoạt động các bạn lưu ý nha mặc định của nó thường là nó để ở đây nhưng các bạn chọn cho tôi đó chính là dòng cọt M3 script file các bạn lưu ý dòng này à, sau đó các bạn bấm chữ xe rồi như vậy là đã xong và bước tiếp theo các bạn cần làm đó chính là mình sẽ copy hai cái file này vào đường dẫn bên dưới các bạn hàng sau khi các bạn đã cắm cái thẻ nhớ của mình vào trong cái đàn rot 2 rồi thì trên đàn rot 2 sẽ tạo cho các bạn một cái đường dẫn và cái đường dẫn đó thì nó sẽ có thư mục như sau ở đây tôi sẽ lấy ví dụ ở đây luôn đường dẫn nó thư mục ở ngoài đó chính là cọt rồi sau khi có thư mục cọt các bạn mở nó ra các bạn sẽ thấy nó tiếp là nó có thêm um, tên đó chính là cross2. Và các bạn tiếp tục mở file cross2 ra thì trên file cross2 này nó sẽ có hai thư mục. À, tôi chỉ lấy cái thư mục mà các bạn cần làm thôi. Đó là thư mục data. Ở à đây. Rồi trên thư mục data này thì các bạn sẽ copy hai cái file này, các bạn sẽ đưa vào đây. Rồi, khi mà các bạn đưa vào đúng cái đường dẫn này cross2 data thì khi các bạn đưa thẻ nhớ vào trên đàn thì các bạn sẽ dễ dàng thấy được cái file này. Còn nếu các bạn mà đưa sai vị trí thì chỉ trên đàn Prot 2 của chúng ta nó sẽ không đọc được và nó sẽ không tìm thấy. Rồi, sau khi các bạn đưa đây xong thì chúng ta tiếp tục phần qua phần 2 thì chúng ta sẽ làm xem lơ trên đàn Prot 2. Rồi. Như vậy là tôi đã hướng dẫn cho các bạn xong cách làm xem lơ trên đàn Prod 2 phần thứ nhất trên máy vi tính. Phần tiếp theo sau khi các bạn đã làm xong sample và đưa vào thẻ nhớ và cắm vào đàn thì các bạn sẽ làm những bước tiếp theo như sau. Các bạn bấm phím exit, chúng ta giữ phím này, đồng thời bấm vào phím sequencer bấm hai lần để cho chúng ta vào chức năng của media. Và tại đây hai file mà chúng ta đã có vào vào thẻ nhớ. Các bạn chọn phím mũi tên chọn xuống vào file Saku. Rồi tiếp đến các bạn bấm vào nút function. Rồi tiếp đến các bạn bấm ok chúng ta sẽ load cái phần sample nó vào. Ok. Các bạn lưu ý đối với những cái multi sampler mà các bạn làm cho nó là nhiều mẫu âm file quay thì đàn sẽ load khá là lâu. Các bạn lưu ý về phần đó. Ở đây với file Saku tôi chỉ làm có một mẫu âm file quay thôi. Rồi, sau khi các bạn load xong các bạn bấm nút exit chúng ta thoát ra. Rồi. Các bạn ở đây có thể chọn một tiếng bất kỳ chúng ta sẽ làm tiếng đó thành tiếng sample saku. Và ở đây tôi sẽ lấy tiếng user, tôi sẽ chọn bánh răng này tôi qua tiếng user. Đây. Enter ROM 1. Tiếp đến các bạn bấm vào phím menu, các bạn chọn xuống ở dưới là chữ B OSC. Các bạn bấm phím Enter. Rồi, tại đây tại MS1 là multi sampler 1. Các bạn chọn vào chữ ROM IM các bạn cho nó qua thành chữ ram này ram mono ở đây cái sampler multi sampler nãy tôi đã lót vào đàn chính là 6 saku rồi các bạn kiểm tra lại đối với tiếng 6 saku của nó âm vực của nó thường là khoảng 3 khoảng 4 khoảng 5 các bạn có thể tùy chỉnh thông số cho nó mình muốn đánh ốc ta nào mình ở đây tôi sẽ để mặc định đó chính là cộng không đánh ở phím R4 rồi sau khi hoàn chỉnh các bạn bấm exit rồi tiếp đến các bạn bấm vào nút full xanh Mình sẽ lưu cái tiếng này lại Bấm vào OK, right Intelligent Program Rồi trên giao diện này các bạn sửa lại tên Các bạn bấm vào phím lợn ở đây Chúng ta sẽ chọn lại chúng ta sửa tên Bấm vào Enter, chúng ta sửa tên Các bạn giữ phím Shift, đồng thời bấm phím Delete Chúng ta xóa tên nó Và chúng ta đặt tên nó lại 6 Enter Đây, ha tôi ví dụ đây chính là tiếng 6 đây ha rồi OK Rồi mình sẽ lưu vào User Với là User 1 Sau khi đầy đủ hết thông tin Thì các bạn Bấm OK Và đây chúng ta có được tiếng sáo Các bạn đánh vào và Chúng ta kiểm tra là âm thanh như thế nào Rồi đó Đây chính là tiếng sampler của các bạn Các bạn lưu ý ha Với cái quảng tay mình đánh như thế nào đó Mình sẽ cộng trừ cái ta nó cho phù hợp Với tiếng gốc của nó chính là nó ray 4 Rồi Sau khi các bạn đã kiểm tra hoàn chỉnh rồi Chúng ta sẽ lưu lại Như vậy tôi đã hướng dẫn xong cho các bạn Cách làm sampler trên đàn Rode 2 Bằng multi sampler Chúc các bạn thành công